Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì trước khi bắt đầu trò chơi á, thì thứ nhất có bạn gì bạn chưa hiểu ý mình thì đây là các bạn có thể nhìn ra mình nói là mình đang bị bất, chứ không phải là mình nói là bài của những bạn khác mình không bỏ qua đây được. Mình lấy ví dụ nha, mình bỏ con này vô nè, mình bấm nút thoát ra. Rồi, cái đúng lý thì cái bài đó nó phải lưu lại đúng không? Thì không nè, các bạn thấy không? Bản này nó bị bất, mình không có đổi bài được, mình phải bắt buộc phải chơi bộ cơ bản. Chứ như mình nói đó, bản bài bên bộ này không có yếu, chỉ có điều là mình không có đổi được thôi, thành ra cứ chơi bộ cơ bản, đôi khi đụng phải đôi khi chơi bộ mạnh mình chơi không có lại. Nhưng mà nói chung từ bữa nay mình sẽ cố gắng chơi 3 gián để lấy bài nhiều chứ quýnh một gián thắng thì nhiều lúc không có lấy được bài mới, hoặc là không lấy được nhiều bài, mất thời gian mà nó không có đạt được mục tiêu, tại có những lá lấy coi như lấy được mà không có giá trị gì hết. Rồi ok, mình đi sau các bạn. Now, I'll set a card. Rồi, ok. Now, I'll set a card. Ok. I end my turn. Vừa vô ra hai con summon là thấy mình thúi hẻo rồi đó. Úp con sói xuống trước đi các bạn. Con này để dành ra sao? Anh úp hai lá kiểu này khả năng cao là có con Now, I'll set a card. Ây da, có trăm hồn rồi. Khoan, dở lên trước. I see what you're trying to do. Unfortunately, it's not going to work. Trap hole. Biết ngay không, lá đầu tiên anh úp xuống là trap hole rồi. Rồi, úp ra này xuống thủ rồi đã, tính tiếp. Lá này cũng chỉ dùng để thủ này mà, tại để dành chống summon của ảnh đó các bạn. Rồi, ok. Flip summon. À, con này luôn hả? The effect activates at the same time. Nó vừa vô đã bị anh bắn áp chế rồi mà cũng không phải là bằng bài mạnh nữa chứ. Giờ ra được con thủ 2000 là tốt. I end my turn. À, con này cũng được. Anh sẽ lấy con bọ anh bắn trước. Lợi dụng cái đó mình kéo máu ảnh vậy. Rồi thủ đi ông anh. Xin tí huyết thôi. That was a good attack. I end my turn. Nếu là càng chơi nhiều càng dễ bắt được cái nhịp của anh này nè, nên chúng ta ráng chúng ta chơi. Rồi, ok, ra được con này thì quá đúng ý mình luôn. Vừa kéo được máu của ảnh mà vừa phá được bẫy của ảnh, mình tất nhiên là con này nó sẽ chết ha. Ok. That was a good attack. Giờ mà ra cứ ra mấy con thủ mạnh mạnh xíu mình để xuống là ok, mình tha hồ kéo máu ảnh luôn. Hay là con này á. Bữa giờ toàn phá trúng con này thôi. I end my turn. Ok, thủ tiếp rồi. Con này á, con này để thủ thì hơi phí. Thôi quăng ra. Để coi. Okay. That was a good attack. Rồi con này cái đó tính tiếp. Giờ cái kiếm này tạm thời không có xài được tại mình không có quá hệ âm ở đây. Ấy chà. I switch it to defense position. Cay thế nhỉ. I end my turn. Rồi khoan, úp lá này xuống chống xung quanh này đã. I switch it to attack position. Rồi, ok. Not bad. What? Rồi. Con này bay vô. I end my turn. À hay. You're going to activate a spell card? Rồi ok, bắt lá này về. Nè được đúng con luôn. Nè. Tribute summon. Rồi thành công nhưng mà khoan gắn. I activate my trap card. Ok. Thôi ráng gồng mình lên chịu chứ biết không biết sao giờ. Trận này đấu hay đấy.
chơi tiếp. Thủ nữa à? I end my turn. Rồi, ok. Lá này thì để xuống là hơi buồn. Ok. Rồi, hai con này nó xong nhiệm vụ đó rồi. I end my turn. Ây da. Ra con này thôi để thủ đã. Vụ ánh ra con Summon mình dở cái trap hole lên cái đó mới tổng phân công được. À, con này á. Chơi luôn. No. I end my turn. Con này thì hơi dở. Mình cần úp xuống đi. Đó rồi, rồi dở lên. Bắt đầu tổng phân công được rồi. Là để một con úp xuống đề phòng. Đây, bắn. Con này thì chả còn gắn cái kiếm vô làm gì cả. Ây da. Your monster's attack triggered my effect. Phá hụt rồi ông anh trai. Rồi, ok. Phá. Đó là con này. Sao bữa nay anh thủ nhiều dữ người ta. Con này anh phải để công chứ nha. Chà, tập này Yugi có ý gì đây? Sợ quá. I end my turn. Đó, phong hồng điểu nữa. Ngon. Dở đấy lên luôn. No 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 no. Bắn. Giết ngay. Rồi lấy lá này bắn đi có gì đỡ mất máu các bạn. Flip. Ồ là con này. Your monster's attack triggered my effect. Nhưng mình phá được cái thế thủ quả là ngon rồi. Được sao có gì gọi ra tiếp cũng được. Anh xài lá này là uổng rồi các bạn. Nãy giờ mình cũng chả lấy được miếng máu nào của ảnh đâu. That was a good attack. I will not allow you to hurt my monsters. Swords of revealing light. Cái lá dispel rồi để chống cái lá này khá là hay nè. Oh no. Rồi xong. Phá thế thủ của anh luôn các bạn. Để anh thủ nguy hiểm lắm. Họ biết ngay là con này mà. Bây giờ phá không phá được lá này mình không công được. Giá này cũng hấp dẫn đây. Bữa nay trận nào nó cũng là hấp dẫn. Đánh rất là ngắt luôn á. Cái này thì tính theo lượt của ảnh. I end my turn. Ảnh mà gọi được con Summon ra mình cũng mệt tại con quái mình yếu hơn. You're going to activate a spell card? Rồi, ok. Vua quỷ ra trận. What? Rồi không bắn được rồi thôi. Này tính theo lượt của mình như vậy. Rồi bấm qua lượt nó nhảy một lượt. With this card I can't fail. I offer a monster on my field as a tribute. I call forth my summon skull. Rồi ok, hai bên đều có vua quỷ. Nào mà mình may mắn gọi được cả hai con này ra cùng lúc. Tập này hên. À có bài thủ ở đây à. Rồi ráng lên. Ây da. Hết hồn chưa? À rồi hay quá anh phá con này. Con này ra quá đúng lúc luôn các bạn. I end my turn. Rồi ok, gián này có vẻ chúng ta có cơ hội rồi. Rồi đây. You're going to activate a spell card? À. Vua quỷ có kiếm thì vẫn hơn vua quỷ chơi tay không nhá. Này thì vua quỷ này. There must be something I can do. But what? Rồi ngon cơm. Can't be. Phát thứ hai bắn.
rồi, ok, con dê. I end my turn. Xài mất lá kia thu phục rồi thì không bắt nó về bữa này được. Được cái đè luôn cũng ngon. Rồi ok, bắn luôn. Ba con Suman trong tay ấy hơi chúi hẻo rồi đó. Mà thôi cũng không sao. Giá này mà nãy bắn liều là mình qua là mình thắng luôn rồi, nhưng mà tại mình hơi cẩn trọng chứ các bạn. I end my turn. Rồi, ok. Bắn. Rồi thôi cho con voi hút chết ảnh được rồi các bạn tội nghiệp. Đánh Yugi thì mình không có muốn đánh mạnh với ảnh làm cái gì cả. Chủ yếu thắng thôi. Tại Yugi là một người chơi rất là lịch sự các bạn. Nó khác với cái kiểu và cao ngạo của Kaiba. Thích ra vẻ như là Zoe hay là cái kiểu mà thích đi vì một cái lý tưởng cao cả nào đó, nên như là kiểu của Marek chơi Yugi thuần giải trí các bạn. Hai người đấu trí nhau như hai người bạn thôi chứ không phải là đấu như là kẻ thù hay là đối thủ. Cái ba thì lúc nào coi cũng coi chúng ta như là cái kẻ thấp kém. Zoe thì cái kiểu khỉnh của dân giang hồ. Rồi, ok. I end my turn. Ra con này hơi phí, biết vậy ra một trong ba con này đỡ phí hơn. Chết màu. Thôi cũng phải ra. Ảnh chưa up trap xuống thì con này không có giá trị lắm. Lấy được con này ra để phát trap là cũng khá là ngon, nhưng mà tại nhìn chung ở mấy bản sau á, con này nó không có đất diễn lắm, tại vì mình đã có những cái lá bài chuyên dùng để phát trap và phá đồ ở đây rồi. Vậy nó chỉ phá được trap và nó không phá được phép. Rồi, ok. Như là chúng ta mất một chiến binh Celtic với lại một con sói rồi. Con này gọi mình gọi là Bạch Nguyệt Ngân Lan. Rồi, ok. Ảnh gọi con hồ ly xanh ra. What? Chơi. Oh, trap hole biết ngay mà nãy giờ cương với ảnh là thua rồi đó không? Rồi ok, sao mới mất 1.700 đầu tiên thôi, chúng ta còn chịu được các bạn. I end my turn. Ra được cái kiếm là ngon. À, ra con này á, thủ đi. Ít nhất kéo được con ảnh 700 mình cũng mừng, con này đừng là con bọ nha. À, hú hồn. Not bad. I end my turn. À, ra được con này thì cũng ngon. Rồi ok, con này ra trước. Bắn. Not bad. Mình có thể dùng lá bài hồi sinh rồi mình đè con này lên luôn cũng được. Nhưng mà không dám con này ra, con này nó ra mình chơi tội sợ lắm các bạn. Ảnh mà quăng ra kia ghi hay mấy cái lá bài kia ra cái là khóc luôn á. Rồi ok, mỗi con này chết thôi thì không tiếc lắm. I activate my spell card. Đó, thấy chưa? Change of heart. Đó, dùng người con phù thủy bóng đêm này ẩu là mình thua rồi đấy. Activate field spell. Ồ mà anh rồi ok, anh làm gì đấy? Oh. This card I can't fail. I offer a monster on my field as a tribute. I summon curse of dragon. I end my turn. Rồi ok, lượt sau ra là đắc hôn là ngon nè. Ra con này á, thôi cũng được, đỡ tốn lắm, hồi sinh gọi con kia lên. Con này thủ được 2.200 các bạn, tại vì nó là pháp sư cho nên nó là nó thích cái sân Yami, con này không được cộng nha. Rồi ok. Flip summon. Hả? À con này, rồi ok, xin nhẹ 1.200. Not bad. Hú hồn. I end my turn. Ra đắc hồn đi, kiểu này mà dọn mặt bằng là hơi bị ngon luôn đấy, đắc hồn đi. À, ra con này á, con này thì hơi bèo. Bắn ảnh giờ được có mà giờ không có con nào cũ ngon hết. Lá hồi sinh này phải ém lại để còn xài trong tương lai chứ không phải xài lúc này. Thôi được rồi, bắn phát loại con này đi, chấp nhận luôn các bạn, chấp nhận thương đau. Rồi chó sói đâu, cắn chết con ép này cho anh. Ép này em pháp sư mà bị mấy con kỵ binh thằng nhẹ nó áp sát vô là dở rồi.
nó vô là mấy con sói hay đồ á, nó tính như kiểu bình thằng nhẹ á các bạn. Rồi lấy con này bắn ngon hơn không chịu. Ai đôi khi nó thích lấy con yếu nó bắn trước không à. Mình thì lại thích lấy mấy con lưu ý các bạn là cái sao này không phải nó cộng cho hệ âm nha, mà nó là nó búp cho hệ pháp sư với hệ quỷ. Con này là hệ tiên cho nên là nó bị trừ lại. Mình nghĩ mình phá cái sân được rồi các bạn. Để nó đây nguy hiểm quá. Trừ ít cộng nhiều. Giờ không có lá nào để chơi hết. Rồi, ok. Mình lấy con này lại đi. Để nằm thêm xuống thủ luôn. I end my turn. Rồi khoan, phải thử con này là con gì đó mới dám gọi con kia ra. À khoan, con này nằm xuống trước. Chà, ảnh ở thế thượng phong luôn đấy. Đánh bà dáng Yugi khó thật. What? Rồi loại được con này là ngon cơm rồi. End my turn. Rồi, ok, núp bài xuống rồi. Ở đây không có con summon nào hết thì hơi dở. À không, có quăng con này vô các bạn. Không biết lá này là lá gì nè, hồi nãy giờ không dám ra phù thủy bóng đêm các bạn. Uh-oh. What? Mình biết là mình chơi hơi cẩn thận nhưng mà tại vì cái tính mình nó như vậy, nó không cảm. À là con này. I end my turn. Rồi con này giờ phải thí chút xíu máu mới được. Rồi không phải rồi. Con này để dùng đi. What? Phá. I end my turn. Các bạn chơi thủ chắc phết. Rồi, xin nhẹ của ảnh được 100 điểm cũng được. Not bad. Hai bên kìm nhau khá là kinh đấy. Đúng là kiểu được đánh Yugi các bạn. Hai bên so tài khá là hay. Mình không biết là lúc này mình được vào vai ai, nhưng mà được đánh bại Yugi vậy là mình rất vui rồi các bạn. Này được đấu với Pharaoh luôn đấy. Rồi ok, anh gọi con nào lên rồi ta. À Cross Dragon còn thủ được các bạn. Mình không gọi con này ra hên quá, mình gọi con này ra là mình tỏi rồi. Hả? À rồi thêm một con rồng nguyên rủa nữa. Ồ rồng nhiều thế nhỉ. Trời, thêm lá này nữa làm cái gì, ra bài xấu thế. Cũng may là nãy giờ anh chưa ra summon cool nên là anh ra phù thủy bóng đêm ấy nha, chứ không là mình chết đấy. À, hên quá anh thủ nữa. Rồi, ok, ra đắc hôn dùm cái đi. Kéo luôn một cặp, bây giờ ra cái lá này làm cái gì. Trời ơi, chết tôi rồi. Hai con này nó nằm đây làm sao dám gọi con thiếp phong long ra được. Chà, mình đang cầm hòa với ảnh. Con này ra là xin được của ảnh 100 máu thôi cũng được. Hả, cái gì vậy? À, thêm lá này nữa hả? Giờ phá là chết đấy các bạn. Lật cái lá lên phá là mình tỏi đấy. Xin của ảnh 100 máu thôi. Giờ phải đợi cái lá giải phóng một bằng nó ra đã. Rồi. Now, I'll set a card. I end my turn. Nó không ra được cái lá giải phóng mặt bằng thôi, cứ 100 máu về hoài thì ít quá. Mình đã đánh tới hết bài luôn ta, mà cái trời 20 phút rồi các bạn. Đánh Yugi công nhận lâu thật.
tại bài nó yếu, nó kéo dài thời gian cái gì đó, nó chơi nhưng mà rất nhiều khi 3 phút là xong dán rồi. That was a good attack. Rồi xong, con tiên này nãy giờ nó giết hơi bị nhiều chuột ấy nhá. Tiên này là tiên diệt chuột rồi. Mặc dù nó mang tiếng là tiên Silent, tiên của sự im lặng đó bạn. Thiên thần của sự im lặng. Mặc dù tiên này thì mình không ham cho lắm. Rồi ok, biến. Not bad. Rồi lấy được của ảnh 200 máu rồi mình cũng mừng. Nhưng mà anh lấy lại của mình 400 các bạn. Cái lá giải phóng mặt bằng đâu rồi, ra đây lẹ giùm. Còn nãy giờ có con này nó làm tường nó thủ đó chứ không là mình chết rồi đấy. Dạ, căng não quá, tao bữa nay về đánh bài được trận nào cũng căng não. Ôi trời ơi, xung quanh cua này rồi mà giờ làm sao dám ra. Ây da, quăng này ra đi, thí mạng luôn. Ồ, không có. Ây da. Vậy là không có trap hole ở đây các bạn, mình đang y. Uổng quá, đáng để gọi được con thiết phong long ra rồi. Cái này chịu không còn cách nào khác, tại giờ vùng khủy con này là không có con đè. Rồi. I end my turn. Con này thì thủ 1500 phải không? À rồi, ok. Tới lúc gọi Summon Queen ra rồi. I see what you're trying to do. Unfortunately, it's not going to work. I activate my trap. Trời ơi, mắc mưu của ảnh rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Án binh bất động nãy giờ. À, không nghĩ là ảnh có lá này luôn á, tại nãy giờ nếu có ảnh thí hay còn ảnh phá được cái con khổng lồ đá của mình rồi. Trời ơi, thua rồi. À, bị ảnh lừa các bạn. À, em phục anh Yugi luôn. Phục. Thua mà phục các bạn. Trận này thua mà mình cảm thấy hạnh phúc. Được đấu một cái trận đấu mà như vậy phải nói là không thể cầu mong cái gì hơn được nữa. Đúng là một cái trận đấu trí mà giờ cái ba ván này mình thua một ván nữa mình cũng cảm thấy hài lòng nữa các bạn. Đây mới đó là Yugi chính hiệu nè. Rồi, nãy nó chơi chứ tại nãy giờ nó không ra được cái lá giải phóng mặt bằng thôi chứ ra được cái lá đó là mình thắng rồi. Rồi ok, mình thắng ảnh một ván cho ảnh thắng lại một ván. Dạ sao? À quên úp xuống ảnh quăng cái lá ca để chút sành ra là mình dở. I end my turn. Nó ra hai con này mà nó không ra. Ơ trời, giờ mới ra nó cứ khổ thế nhỉ. Nãy ra là có phải thắng rồi không? Cái lá giải phóng mặt bằng này cực kỳ hay luôn. Rồi không có trap thì ông anh dở rồi nha. Rồi không nói nhiều nữa. Mặc dù mình không biết là con rồng mình nó cầm cái kiếm này như thế nào hay nó ngậm miệng nó chém đây. Nhưng mà nhìn chung có cái kiếm này vô, nói chung là cương thi long, con rồng zombie mà cầm thêm cái kiếm quỷ vô nữa thì quá là ghê. Con này mà qua cái Skyrim này mình cũng phải sợ nó một nước một phép đó các bạn, đừng có đùa. Thủ à. I end my turn. Khoan đã. Nên như vậy hơn. Bắn. Ok, mình bắn giò mà các bạn. Rồi, ok, bắn đi. Hay, bắn đi, đừng ngại ngùng. That was a good attack. I end my turn. Ba dáng với Yugi phải nói là căng não thật. Rồi, ok, bắn. That was a good attack. Rồi, mình đang thắng đó nha, mà anh này anh lật kèo hồi nào không hay đâu. Nói chung là chúng ta hay gọi Yugi là thánh hắc, nhưng mà riêng trận này mình nó cảm giác là Yugi đấu trí mình thật nè, chứ không phải thánh hắc các bạn.
bị thua mà do đối phương hack á, nó cảm thấy nó khó chịu lắm. Nhưng mà thua trong cái trường hợp này á là đối phương thật sự là người có tài, chúng ta thua chúng ta cảm thấy nó bình thường thôi. Như là được đâu, chúng ta học hỏi thêm được rất nhiều điều. Flip. Ai da. Your monster's attack triggered my effect. À rồi, cảm ơn, cảm ơn. Hú hồn, chỉ mán tưởng ảnh quăng con này vô là còn khóc luôn á. Úp ra là số điểm thôi, mất nữa quên nữa không. Ảnh quăng ca thì cái sân là bay luôn cái lá này của mình, buồn lắm. Rồi, ok, bắn đi ông anh. À, xin 700 nha. That was a good attack. I end my turn. Ồ, giá này ảnh chưa ra trap rồi. Rồi, ok, vậy bắn con này phá đi. 700. Mình chưa phá được thế thủ của ảnh, nhưng mà ảnh cũng chưa phá được cái thế của mình. Làm sao để mà chuyển sang thế công được mới là khó đây. Rồi, bắn đi. Rồi, ok, xin nhẹ 600. Cái kiểu này giống như là mình đang cố gắng dàn trận phòng thủ vậy đó các bạn. Dù anh đánh thì mình tiêu hao sinh lực của ảnh dần thôi. Wow. Thế thủ này hơi bị ngon nha. Rồi, thôi, thời cơ tới rồi, không án binh bất động nữa. Tổng tiến công không nói nhiều. Phá thế. Rồi, ok, đang bị chững lại các bạn. Rồi, ok, không sao, hơi ẩu tí mà cũng được. Ảnh không có trap thì mình không sợ. Ồ, mình tổng tiến công hơi sớm. Nhưng mà giờ rồi, không sao, cho ảnh ra luôn. I offer a monster on my field as a tribute. I summon curse. À, con rồng bị rửa thì không phê. Cùng lắm giết được con này thôi, chắc chắn bắn con này. Con nào điểm yếu anh bắn ai nó sẽ ưu tiên nó bắn đi mà nó lấy máu của mình. Chứ là con đó điểm thủ cao nữa, nó bắn con này chắc chắn luôn, nó không thèm bắn con này đâu, con này bèo hơn. Phong hồng điểu rồi, xong. Giá này kết thúc ở đây các bạn. Ảnh không có trap là dở rồi, Yugi mà không có trap. Khả năng cao giá này ảnh cố tình nhường mình á, ảnh không ra trap các bạn. Yugi mà không có trap thì không lợi hại. Rồi, ok, cảm ơn ông anh nha. Bữa nay phải nói là những trải nghiệm hết sức tuyệt vời luôn các bạn. Được đấu với một vị vua là chúng ta học được nhiều thứ lắm á. Mà nó chơi chứ cũng nhờ con rồng này lấy được cái kiếm các bạn. Thật ra hồi nãy ảnh muốn thắng mình á, ổng quăng con này vô là mình tỏi rồi đó. Mình nãy giờ mình không chiếm được thế thượng phong đâu. Rồi, ok. Nửa tiếng này không phí các bạn. Thật ra 28 phút mấy cho 29 phút rồi. Rồi, ok, có con này cũng được. Trời ơi, à, con này cũng được nè, mình cần con này cho bộ thủy. Ở tất cả các bộ luôn, qua cây ba mà chơi bộ thủy là con. Bây giờ có con này thì bổ sung hàng thủ cho bộ quan cũng ngon. Con này thì lấy nó cũng không được làm gì, hình như con này có dùng để fusion thôi, nhưng mà cũng được không sao cả. Rồi, con này em Warrior nói chung là con này là M các bạn. Trời ơi, tôi cần chiến binh thật nhưng mà tôi không cần mấy cái thằng M nha. Trời, thằng này là chỉ có đứng chịu đòn thôi, người ta đánh thôi mà chắc là nhờ chịu đòn, vì chịu đòn riết mà cơ thể nó mới được như vậy nè các bạn. Thiệt, thích nói nổi luôn. Em thật sự là M, thật sự là M các bạn. Rồi thôi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rồi mình ra mình làm việc tí đã, nếu mà còn sớm thì mình quay tiếp tập nữa. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.